giao thoa hai dòng sông cổ đầy trong tích, nơi địa thế trong thiên hạ thủy, trải dài 11 km bên sông, đón trọn dòng chảy thịnh vượng, thu hút nguồn sinh khí dồi dào từ đất trời. Sunshine Heritage Hà Nội, thiên đường du lịch nghỉ dưỡng và trải nghiệm văn hóa đầu tiên tại Hà Nội. Tòa lạc tại vị trí trung tâm huyện Phúc Thọ, Sunshine Heritage Hà Nội không chỉ tuyệt hảo về phong thủy mà còn mang những giá trị về tiềm năng kinh tế. Tựa mình tại điểm giao thoa giữa sông Hồng và sông Đáy, nơi đón nhận nguồn vượng khí tài lộc từ hai dòng sông lớn của Hà Nội, nằm trọn vẹn trong vùng quy hoạch sinh thái đã được thành phố Hà Nội phê chuẩn. Kề cận tuyến đường vành đai 4, nối trực tiếp với quốc lộ 32, cửa ngõ phía Tây của thủ đô Hà Nội. Tại mảnh đất địa linh nhân kiệt, nơi di sản bước ra từ ký ức vàng son ấy, Sunshine Heritage Hà Nội đã xác lập và khẳng định những giá trị sống vượt chuẩn để trở thành chốn an cư lý tưởng bậc nhất cho giới thượng lưu Hà Thành, nơi những mảng xanh của cỏ cây, mặt nước cùng hội tụ và tạo nên bản hòa ca thiên nhiên bất tận, nơi thăng hoa vẻ đẹp những kiệt tác kiến trúc chắt lọc từ tinh hoa di sản năm châu, nơi văn hóa truyền thống và giá trị xưa cũ được tái hiện một cách vẹn tròn, khơi mở ra một hành trình khám phá di sản đầy cảm hứng, đánh thức các làng nghề, hoạt động trải nghiệm văn hóa, mang đến lực đẩy đột phá trên hành trình hội nhập và phát triển. Thăng hoa cảm xúc với lễ hội quốc tế đa sắc màu, mãn nhãn với những màn biểu diễn nghệ thuật thực cảnh tương tác công nghệ, choáng ngợp trước đại phim trường đầu tiên tại Việt Nam áp dụng công nghệ điện ảnh tối tân, hòa mình vào không gian đậm tính thiền từ tại tổ hợp trị liệu và làm đẹp lớn nhất miền Bắc, trải nghiệm thiên đường mua sắm trải dài 11 km quy tụ các thương hiệu hàng đầu thế giới, thỏa mãn giác quan sanh điệu với phong vị ẩm thực đặc trưng đến từ mọi vùng miền thế giới dưới tài nghệ của những đầu bếp lừng danh. Không chỉ dừng lại ở một thiên đường tiện ích, Sunshine Heritage Hà Nội còn là một bảo tàng di sản với 5 phân khu được lấy cảm hứng từ 5 châu lục. Sở hữu quy mô lớn nhất Sunshine Heritage Hà Nội, phân khu Indochine kế thừa trọn vẹn tinh thần kiến trúc Đông Dương mà vẫn nồng nàn dấu ấn đương đại. Kiến trúc phân khu được sử dụng từ những nguyên liệu đặc biệt thân thuộc như gỗ, tre, ngói, cùng sự hòa nhịp cảm hứng từ nhà Ba Gian thế kỷ 18 và giải pháp nhiệt đới hóa kiến trúc, tất cả làm nên một phân khu với kiến trúc Indochine đậm chất dân tộc hiện đại, một không gian nghỉ dưỡng đậm chất Á Đông, vẽ lên một tác phẩm hoàn mỹ với những mảnh ghép là các căn biệt thự lớn có kiến trúc độc đáo, dinh thự sân vườn đạt tiêu chuẩn 6 sao cùng với bể bơi và vườn riêng biệt, hòa cùng thiết kế nội thất sang trọng, thời thượng, thể hiện được cá tính khác biệt, tạo nên thiên đường sống lý tưởng cho mỗi chủ nhân danh giá. Thiên nhiên nhiệt đới châu Phi hiện hữu rõ nét tại phân khu African, với những hình khối và loài thực vật đặc trưng trên đồng cỏ savan tạo ra một kết nối mãnh liệt với thiên nhiên thuần khiết. Tổ hợp căn biệt thự tông nâu trầm lấy cảm hứng từ những ngôi nhà truyền thống, mang đậm hơi hướng của thổ dân bản địa, mang đến trải nghiệm phong vị châu Phi nồng nàn mà mạnh mẽ ngay bên dòng sông Hồng, sông Đáy. Được mệnh danh là chốn thiên đường nghỉ dưỡng, từ cảm hứng đại dương với những tiêu chuẩn cao cấp, sang trọng, phân khu Oceania tái hiện sắc nét trải nghiệm phong cách nghỉ dưỡng Maldives qua từng chi tiết. Sắc màu đại dương len lỏi vào phân khu qua những hồ bơi vô cực cùng dòng nước trong trẻo và những khu vườn địa đàng xanh tươi duyên dáng. Chuỗi biệt thự thiết kế ấn tượng với ô cửa kính rộng mở, kết nối chủ nhân cùng khung cảnh thiên nhiên tuyệt hảo bao quanh, mang đến sự thư giãn trọn vẹn từng khoảnh khắc cho những chủ nhân mê đắm sự phóng khoáng, mặn mòi của nắng gió biển khơi. Kề cận phân khu Oceania là phân khu Amazonia, phân khu khắc họa đầy đủ nét hoang dã đặc trưng của khu rừng rậm Amazon, đầy thú vị trong từng đường nét kiến trúc và cảnh quan. Tại phân khu Amazonia, các biệt thự khoác trên mình vẻ ngoài đậm chất rừng già, nhưng bên trong là không gian sống tiện nghi, hiện đại. Khoảng thiên nhiên xanh rộng lớn bao quanh, xóa nhòa đi ranh giới của chốn đô thị vồn vã, nơi có người có thể trở về với bản ngã, được hòa quyện với mẹ thiên nhiên dịu dàng. Mang kiệt tác từ Đại Tây Dương về Sunshine Heritage Hà Nội, phân khu Mediterranean hiện hữu với điểm nhấn đắt giá là sự hội tụ của những trải nghiệm giải trí, nghệ thuật, mua sắm đỉnh cao với những công trình được kiến tạo như một kiệt tác nghệ thuật.
những kỳ quan biệt thự phong cách địa trung hải đầy quyến rũ với thiết kế mái vòm kiêu sa, hàng hiên hướng trọn nắng gió hài hòa với thiên nhiên, tạo nên khung cảnh nên thơ không nơi đâu có được, mang tới chốn thư giãn riêng biệt để chủ nhân được tận hưởng cuộc sống an nhiên mỗi ngày. Quy tụ tinh hoa năm châu, tôn vinh văn hóa các châu lục ngay trong lòng một đô thị nghỉ dưỡng quy mô và độc đáo nhất Hà Nội. Sunshine Heritage Hà Nội đã xuất sắc được vinh danh dự án tái hiện di sản văn hóa tốt nhất 2020, tổ hợp giải trí và nghỉ dưỡng tốt nhất Việt Nam 2021. Sunshine Heritage Hà Nội, di sản nối